Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một cái chuỗi bài tập làm thon gọn vùng eo, săn chắc vùng cơ số 11 và làm giảm mỡ vùng bụng dưới. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi tập cùng với Huyền nhé. Trước khi vào buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động qua phần tay, vai, phần lườn, phần bụng và phần lưng của mình nhé. Rồi, ta vươn hai tay lên cao, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, hạ khửu tay xuống đến khi nào mà mông chúng ta chuẩn bị nhấc lên thì dừng lại. Tay phải áp mang tay, mắt nhìn lên. Về giữa, hít vào. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo giãn toàn bộ cột sống. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, về giữa, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực và cột sống của mình lên. Nghiêng người sang bên trái, thở hết ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Nhấn mông phải xuống nào. 4. Thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn bên phải. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Rồi về giữa, nâng người lên, hít sâu. Nghiêng người sang bên phải, từ từ thở ra. Giữ ở đây và thở đều. 5. Nâng cao lồng ngực của mình lên nào. 4. Bằng thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn tay qua đầu, hít vào. Hai tay chống phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Nâng lồng ngực của mình, vươn cằm của mình lên. Thở ra, cong lưng, hóp bụng, tay đặt gối. Cằm thu về hõm cổ, cuộn xương cụt và mắt nhìn xuống. Tiếp tục mở hai tay ra sau. Xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Rồi hai tay về trước, thở ra, hóp bụng, cong lưng, cằm thu về hõm cổ. Một lần cuối nào, hai tay ra sau, xoay vai, đẩy căng lồng ngực, hít vào. Giữ và hít ở đều ở đây ạ. 5. Ngực lên nhiều ạ. 4. Quáng khép cái phần vai của mình lại ra sau. 3. 2. Và 1. Rồi hít vào. Hai tay về phía trước đầu gối, cong lưng, hóc bụng, thở hết ra, rút rốn vào bên trong. Giữ và hít ở đều ở đây ạ. 4. 3. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, tay phải đặt gối, tay trái phía sau mông phải. Lưng ngực lên, thở hết ra, mắt nhìn theo vai phía sau. Tiếp tục về giữa, hít sâu. Vặn người sang bên phải, thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng cao vùng cột sống. Vặn người sang bên trái, thở ra. Rồi chúng ta giữ ở đây và hít thở đều ạ. Rồi nếu ai tốt thì chúng ta vòng tay trái sau lưng, nắm lấy cái bàn chân phải. Ta hơi đổ người xuống nắm và bắt đầu nâng lồng ngực lên. Mắt nhìn phía sau theo vai ạ. Cố gắng giữ và hít thở đều ở đây. 4. Tay phải nhấn đầu gối trái xuống nào. 3. Nâng cao lồng ngực lên ạ. 2. Và 1. Rồi về giữa, hít vào. Từ từ vặn người sang bên phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau mông trái. Nếu tốt, chúng ta vòng tay trái sau lưng, hạ người về phía trước và nắm lấy đùi bên trái của mình ạ. Rồi nâng lồng ngực, mắt nhìn ra sau, giữ và hít thở đều ạ. 4, 3, cố gắng thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 2, vặn thêm một chút nữa nào. Và 1, rồi về giữa, hít sâu. Hai tay về phía trước, thở ra. Đan tay. Hít vào, xoay vai, thở, thả lỏng hai vai xuống và hít thở bình thường. Chúng ta xoay ngược lại. Hai tay ra ngang, xoay phần cánh tay. 5, 4, xoay chậm ạ.
3. Cố định phần thân người. 2. 1. Xoay ngược lại. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, bây giờ chúng ta bước vào buổi tập ngày hôm nay nhé. Mời cả lớp quỳ trên đầu gối. Ta bước chân trái sang bên trái, sao cho gót chân trái thẳng hàng với đầu gối phải, xuôi mũi chân phía sau. Nếu như ai bị đau khớp gối, chúng ta có thể lót một cái khăn ở phía dưới gối của mình nhé. Hướng mũi chân trái về phía trước và xoay hai hông cân bằng, đẩy thẳng cột sống lưng. Hai tay lúc này chúng ta đặt ở phía sau gáy. Hít vào, từ từ nghiêng người sang bên trái, thở ra lên. Đáng là chúng ta không đẩy hông về sau ạ, chúng ta giữ nguyên cái khung, chắc cái phần khung xương chậu của mình ở đây. Chỉ di chuyển phần phía trên của mình thôi ạ. Nào tiếp tục, hít, thở, hít, thở, hít, thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải này. Nghiêng người một chút nữa đi nào, thở ra, ba rồi ạ, hít, thở, bốn, hít vào, thở ra, năm, hít, lần cuối nào, giữ ở đây, năm, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ nghiêng người lên, thở ra, hạ hai tay xuống. Bây giờ chúng ta đổi chân, bước chân phải sang bên phải, gót chân phải thẳng hàng với đầu gối trái và đầu gối trái thẳng hàng với hông. Đồng thời xoay hai hông của mình cân bằng về phía trước, mũi chân phải quay về phía trước 45 độ. Đã cố định phần hông dưới của mình nhé, chúng ta chỉ phần trên của mình được di chuyển sang hai bên thôi ạ. Hai tay đan phía sau gáy, hít vào, từ từ nghiêng người xuống, lúc lên ta thở ra. 1, 2, siết chặt cơ bụng ạ. 3, cảm nhận cơ lườn bên trái của mình đang được kéo giãn này. 4, làm chậm và cảm nhận ạ. 5, và lần cuối cùng là hít xuống, giữ và hít thở đều ở đây. 5, 4, siết chặt cơ bụng của mình lại ạ. 3, gắng không xoay hông ra sau. 2, và 1, rồi từ từ nâng người lên, thở hết ra. Ta đã thấy nóng, nóng hai bên cái vùng lườn của mình rồi đúng không ạ? Rồi tiếp tục tư thế tiếp theo là chúng ta quỳ trên hai đầu gối. Ai đau gối có thể lót phần khăn ở phía dưới gối của mình hoặc là gấp cái thảm của mình lại để cho cái phần gối của mình nó không bị căng. Được chưa ạ? Hai đầu gối mở rộng bằng hông. Hai tay đan này, một tay đan phía sau gáy, một tay duỗi thẳng. Từ từ nghiêng người sang bên trái, hít vào, gần xuống phía dưới ạ, chúng ta thở ra, sao cho hông của mình không bị đẩy ra sau mà hông vẫn cân bằng phía trước. Hít xuống, thở lên. 2, 3, chúng ta làm 10 lần ạ. 4, cố gắng siết chặt vùng cơ bụng. 5, cảm nhận cái vùng lườn của mình này. 6, cố lên nào. 7, 8, 9, 10, giữ ở đây, 5, siết chặt bụng nào, 4, 3, đẩy mông về phía trước nha, không đẩy mông ra sau, 2, và 1, rồi từ từ nâng người lên. Chúng ta đổi bên, tay trái ở phía sau đầu, duỗi thẳng tay phải xuống, hít vào, siết bụng, từ từ hạ người xuống, thở lên. Đã nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng nhé, không gập người xuống. Tiếp tục, hít, thở, 2, 3, gắng gồng chắc cơ bụng nào. 4, hít xuống, thở lên, 5, 6, 7, 8, 9. Và lần cuối chúng ta giữ và hít thở đều trong 5 nhịp thở nào. 5, cố gắng siết chặt cơ bụng. 4, thả lỏng vùng lườn của mình ra nào. 3, 2, và 1, từ từ nâng người lên. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với tư thế con thuyền. Ở tư thế này thì nó sẽ tác động vào vùng bụng của mình rất là nhiều,
nhất là vùng bụng dưới ạ. Hai tay ở chống ở ngang hông. Đồng thời chúng ta ngả người ra sau, cuộn xương cột của mình và hơi cong lưng về phía trước để chúng ta không bị đau phần thắt lưng dưới. Duỗi thẳng hai chân, siết mũi chân, đồng thời duỗi thẳng hai tay về phía trước. Giữ và hít thở đều, nếu ai không thẳng chân được mà căng cơ khoeo thì chúng ta có thể là hơi co khoeo chân lại một chút vẫn được ạ. Rồi, giữ ở đây. 10, 9, 8, 7, siết chặt vùng bụng nào, 6, siết cơ đùi 5, 4, cố lên ạ, 3, 2, và 1, rồi từ từ hạ chân xuống, vướn ngực về phía trước và duỗi thẳng các đốt sống lưng. Hít thở đều ạ. Chúng ta có thể lặp lại động tác này vào 3 lần. Mỗi lần chúng ta chỉ cần giữ 10 giây thôi là nó sẽ nóng hết cái vùng bụng dưới của chúng ta lên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nằm và duỗi thẳng hai chân. Co hai đầu gối của mình lại. Hai tay nắm vào phía trên của đầu gối. Hít vào phình bụng, phình ngực lên. Thở ra từ từ co đầu lên. Hướng mũi chân về phía đầu. Nếu ai tốt chúng ta có thể dùng bàn tay trái nắm má ngoài của chân phải và tay phải nằm má ngoài của chân trái, kéo sát chân vào phía thân người, giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, 3, 2 và 1, rồi từ hạ lưng của mình xuống, hai tay lúc này ra ngang, hít vào, duỗi mũi chân, hạ chân sang bên trái, đầu gối sát về phía tay, vặn người sang bên phải, mắt nhìn sang phía bên tay phải, tiếp tục về giữa, hít vào, đổi bên, thở ra. Cố gắng là để hai vai của mình ở trên thảm và đầu gối khép sát. Hít vào, về giữa. Thở ra, đổi bên. Giờ dùng bàn tay trái đặt lên phía trên của đùi phải. Nhấn hai đầu gối xuống, đồng thời hạ vai phải của mình xuống dưới thảm. Mắt nhìn theo tay phải. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 6. Ở tư thế này nó sẽ giúp cho cái vùng lưng dưới của mình nó được thả lỏng và không bị đau lưng. 5, 4, đồng thời thả lỏng toàn bộ cái phần lườn của mình nhiều. 3, 2, 1, rồi về giữa, hít vào. Vặn người sang bên phải, tay phải đặt lên đầu gối, hạ vai trái của mình xuống, mắt nhìn theo tay và giữ thở đều. 5, 4, thả lỏng toàn bộ vùng thắt lưng phía dưới đi ạ. 3, điều hòa hơi thở. 2 và 1, rồi về giữa, hít vào. Hai tay ôm gối, đã lăn lưng lên xuống. Hít vào, bật người lên sao cho chân chạm thảm. Thở ra từ từ từng đốt sống của chúng ta lăn lưng trên cái thảm. 3, 2, cảm nhận các đốt sống đang được thư giãn. Và 1. Rồi, bây giờ chúng ta nằm ngửa, duỗi thẳng hai chân, duỗi thẳng hai tay. Thả lỏng toàn bộ các cơ ạ. Điều hòa hơi thở một chút. Hít vào, phình bụng lên, nâng cao lồng ngực. Thở ra, hóp bụng lại, thả lỏng lồng ngực xuống. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít sâu. Thở ra. Rồi bây giờ chúng ta không ngồi phắt dậy lên mà chúng ta chống chân phải, tay trái qua đầu, nghiêng người sang bên trái, chống tay phải của mình xuống và từ từ nghiêng người ngồi dậy. Chúng ta bảo vệ vùng thắt lưng của mình ạ. Ngồi trên tư thế bán hoa sen. Chúng ta vừa cùng nhau luyện tập xong cái chuỗi bài thon gọn vùng eo và giảm mỡ vùng hai bên lườn. Chúc các bạn có một thân hình thật là khỏe mạnh và săn chắc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Và mời các bạn theo dõi kênh của mình để gặp lại Huyền sớm nhất nhé.